Mỹ Hạnh xin kính chào quý khán giả của VTV Canada. Mời quý vị theo dõi phần tin đời sống ngày thứ Bảy 10 tháng 12 có những tin đáng chú ý như sau. Hãng hàng không Emirates khai trương chuyến bay ngắn nhất thế giới bằng máy bay khổng lồ Airbus 380. Hãng hàng không Emirates vừa ra mắt đường bay ngắn nhất thế giới bay bằng máy bay khổng lồ Airbus 380. Đó là đường bay từ thành phố Dubai của các quốc vương Ả Rập thống nhất tới thủ đô Doha của Qatar, dài 379 km. Chuyến đi của đường bay này kéo dài 1 tiếng 20 phút, tính luôn giờ hành khách lên và xuống máy bay. Chuyến về còn ngắn hơn chỉ có 70 phút. Hãng Emirates cho biết họ lập ra đường bay này là để cho khách hàng hạng sang bay từ New York hay từ các thành phố ở Âu Châu đến Doha có thể tận hưởng các tiện nghi của máy bay Airbus 380. Những điều bất tiện là hành khách phải đổi máy bay ở phi trường Dubai là một trong những phi trường đông đúc nhất thế giới. Ngoài ra, vì thời gian trên máy bay quá ngắn nên cũng không thưởng thức được nhiều mà chỉ kịp lướt qua khoảng 2.500 băng tần truyền hình. Giá vé chuyến bay này là 230 Mỹ Kim hạng thường, 575 Mỹ Kim hạng thương gia và 1.425 Mỹ Kim hạng nhất. Lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh ở Rockefeller Center. Như thông lệ hàng năm, buổi lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh tại Rockefeller Center ở trung tâm thành phố New York đã diễn ra vào tối ngày 30 tháng 11. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí đã cùng hàng ngàn người khác đến tham dự, được truyền hình trực tiếp trên đài NBC. Trong số đó có các danh ca Dolly Parton và Tony Bennett, thị trưởng New York Bill de Blasio và các tài tử Alex Baldwin và Kate McKinnon là những người đứng ra bật nút thắp sáng cây thông cao 94 foot có gắn 50.000 bóng đèn trang trí. Kể từ thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế vào những năm 1930 ở Hoa Kỳ, cây thông mừng Giáng sinh ở Rockefeller Center đã trở thành nơi thu hút đông đảo du khách nhân dịp lễ cuối năm. Hàng năm có tới khoảng hàng trăm ngàn du khách đến đây xem cây thông trong suốt những ngày lễ. Hàng ngàn ông già Santa Claus cùng tranh tài trong cuộc chạy đua thiện nguyện tại thủ đô Athens, Hy Lạp. Đã có hơn 1.000 ông già Santa Claus cùng tham dự cuộc thi chạy thiện nguyện tại các đường phố thủ phủ Hy Lạp vào ngày Chủ nhật 4 tháng 12 trong cuộc thi Santa Run Athens 2016. Tất cả các thí sinh dự thi từ đàn ông, phụ nữ, trẻ em, kể cả trẻ sơ sinh, trong những chiếc xe đẩy cùng mặc những trang phục ông già Noel và trả lễ phí tham dự là 10 euro để tranh tài trong cuộc thi có khoảng đường dài 1 dặm diễn ra lần thứ 3 tại Athens, Hy Lạp. Những người cổ võ đứng hai bên đường cùng la hét, hô hô hô, rung chuông và nhảy múa trong nhịp điệu vui nhộn của các nhạc phẩm Giáng sinh và màu sắc rực rỡ ở thủ đô Hy Lạp. Được biết toàn bộ số tiền thu được của cuộc chạy thi năm nay sẽ được trao lại cho cơ sở khám bệnh và điều trị chấn thương trẻ em và trung tâm hữu ái của chính phủ thành phố Athens. Thành phố Dubai đạt thêm kỷ lục thế giới mới về cấu trúc trang trí bằng cây hoa lớn nhất. Trong tuần qua, thành phố Dubai ở tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa đạt thêm một kỷ lục thế giới mới. Đó là kỷ lục thế giới cho cấu trúc hoa lớn nhất trong hình dạng một chiếc phi cơ A380 Emirates Airlines bao phủ bởi 500.000 cây hoa. Chiếc phi cơ trên được trưng bày tại vườn thần tiên Dubai. Các nhà thiết kế của chiếc phi cơ phủ kín cây hoa cho biết họ đã mất 180 ngày trời mới thực hiện xong tác phẩm độc nhất vô nhị này. Có thể thấy dòng chữ A380 Emirates Airlines được bao phủ bằng những cây hoa màu vàng, trong khi đó lá cờ cùng đuôi phi cơ và 4 động cơ được trang trí bằng hoa màu trắng. Tổng cộng, các nhà thiết kế đã sử dụng 500.000 cây hoa đủ màu sắc để trang trí chiếc phi cơ. Họ cũng sử dụng thêm hơn 50 tấn bê tông cùng 30 tấn thép để tạo nên hình dạng chiếc phi cơ giống hệt như chiếc phi cơ A380 thực sự. Dubai là thành phố đạt nhiều kỷ lục nhất thế giới hiện nay, với các kỷ lục như tòa nhà cao nhất thế giới, bức tranh dài nhất thế giới và chai dầu thơm lớn nhất thế giới và cùng nhiều kỷ lục khác. Thánh Saint Nicholas tại Đức Quốc bắt đầu chạy xe lửa đi tặng quà Giáng sinh cho trẻ em. Trẻ em tại Munich của Đức Quốc những ngày qua đã được đưa lên một chiếc xe lửa hơi nước cổ điển để gặp gỡ Thánh Saint Nicholas, tức hình ảnh của ông già Noel Santa Claus với chiếc áo choàng dài màu đỏ rực cùng bộ râu màu trắng. Sự kiện trên là một truyền thống thường niên trong tuần lễ đầu tiên của tháng 12 tại Đức Quốc.
Hình ảnh về ông già Santa Claus hay còn được gọi là ông già Noel tại Đức Quốc có khá nhiều khác biệt với hình ảnh ông già Noel ở các quốc gia khác. Ông già Noel tại Đức thường sử dụng một chiếc xe lửa cổ điển từ những năm 1920 để đi phân phát chocolate cho trẻ em dọc đường. Ngoài ra, Thánh Saint Nicholas còn thường đặt bánh kẹo và các món quà nhỏ ở bên ngoài cửa các gia đình. Nguồn gốc của từ ông già Noel hay Santa Claus hoặc Thánh Nicholas bắt đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ từ thế kỷ thứ tư. Từ lúc còn nhỏ, Thánh đã là một người rất ngoan đạo và đã hiến cả cuộc đời mình cho đạo Cơ Đốc. Vào thế kỷ thứ 16 ở Âu Châu, trẻ em thường đặt những chiếc giày gỗ của mình bên cạnh lò sưởi với hy vọng là chúng sẽ được Thánh Nicholas tặng nhiều quà. Người Hà Lan phát âm từ Saint Nicholas thành Saint Nicholas, sau đó nói chệch thành Sinterklaas và cuối cùng được người Anh đọc thành Santa Claus. SeaWorld ở Florida nhận nuôi một con manatee bị giạt vào bờ sau bão. Khu giải trí SeaWorld ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida vừa nhận nuôi một con manatee, hay còn được gọi là lợn biển nặng 950 pound. Sáng ngày 30 tháng 11, trong khi đang thu dọn đường phố, các nhân viên thành phố Jacksonville đã tìm thấy con manatee này bị kẹt trong khu cống thoát nước để tránh bão nên phải mất 6 tiếng đồng hồ mới cắt xong hàng rào đưa nó ra ngoài, sau đó đưa về SeaWorld. Tại đây, con manatee được các bác sĩ thú y và nhân viên khám nghiệm kỹ lưỡng toàn thân xem có bị thương tích gì hay không và cho uống nước. Vị bác sĩ thú y cho biết có một số trẻ em đã yêu cầu SeaWorld lấy tên của nơi đã tìm ra con manatee để đặt tên cho nó. Nhưng công việc trước tiên là phải khám bệnh và bảo đảm con manatee khỏe mạnh bình thường rồi mới tính sang chuyện khác. Nay được choàng khăn màu cam để tránh thợ săn ở Wisconsin. Tiểu bang Wisconsin hiện giờ đang ở mùa săn nai. Một người đi săn nai ở Wisconsin mới đây vào rừng đã nhìn thấy một việc lạ là một con nai nhỏ đang choàng một chiếc khăn màu cam ngay trên cổ đang đi ngơ ngác. Con nai lạ này bước tới gần người thợ săn và còn để ông ta vuốt ve, sau đó còn trở lại gặp người thợ săn thêm một lần nữa. Người thợ săn tin rằng đây là một con nai được ai đó nuôi dưỡng rồi thả vào rừng nên không bắn mà còn lấy cell phone ra quay cảnh gặp gỡ. Khi đoạn phim này đưa lên YouTube, nhiều người trên toàn quốc đã thích thú và chú ý theo dõi. Được biết, màu cam là màu thường được dùng để báo động cho các thợ săn không được bắn. Nguyên nhân chính khiến cho người Mỹ thiếu tiền và nặng ký. Kết quả của một cuộc thăm dò dư luận mới đây công bố đã liệt kê ra 10 lý do phổ biến nhất khiến cho đa số người Mỹ thường hay thiếu tiền, xài và nặng ký quá mức. Lý do đứng đầu được nêu ra là người Mỹ hay đi ăn nhà hàng ở bên ngoài. Các số liệu cho thấy mỗi khi đi ăn nhà hàng bên ngoài, mỗi người đã nạp thêm hơn 200 calorie so với khi ăn ở nhà. Vì sau khi ăn ở tiệm, người ta thường ăn nhiều hơn và ăn các thức ăn có nhiều calories hơn. Có khi là cả hai. Về mặt tài chính thì trong năm 2014 chỉ có 22% người Mỹ thiếu hụt tiền bạc vì ăn bên ngoài nhiều quá. Thì tới năm 2015, con số này đã tăng lên 25%. Các chuyên gia nhận định rằng người Mỹ có thói quen đi ăn bên ngoài vì bận rộn không đủ thời gian để nấu nướng ở nhà. Một nguyên nhân khác nữa là người Mỹ muốn ăn ngon để tưởng thưởng cho mình sau những ngày làm việc mệt nhọc. Con gái Tổng thống Obama mặc chiếc áo khoác 695 Mỹ Kim dự lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh. Tổng thống Barack Obama cùng với vợ và cô con gái Sasha đã tới dự buổi lễ thắp sáng cây thông mừng Giáng sinh năm nay vào ngày 2 tháng 12 tại công viên President Park ở thủ đô Washington, D.C. Cả gia đình ông đều ăn mặc trang trọng và lịch sự, nhưng nổi bật nhất là cô con gái Sasha. Cô này mặc một chiếc áo khoác có lông thú giả màu xanh đậm, nhãn hiệu Opening Ceremony, có giá 695 Mỹ Kim. Chứng tỏ cô này thích ăn diện theo đúng thời trang và biết lựa chọn nhà thiết kế danh tiếng. Open Ceremony là một trong những nhãn hiệu thời trang đang được ưa chuộng hiện nay. Mới đây vừa mới tổ chức một buổi trình diễn ở New York, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí và thời trang tham dự. Nhờ có cô Sasha Obama mặc mà chiếc áo trở nên đắt khách, nhưng hiện giờ vẫn chưa bán hết hàng trên Internet, nên những người thích thú vẫn còn mua được để diện trong dịp lễ.
quý vị, vừa rồi là bản tin đời sống ngày 10 tháng 12. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin giải trí ngay sau ít phút thương mại.